Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Em là bị đau lưng là ngồi lâu á, ngồi lâu mà khi đứng dậy á thì cái vùng xương cẩu dưới nó cầm cái lưng nó đau. Thì em quen cô lớp kiểm nghiệm tâm mới bài đầu tiên là tập kinh tọa đó, tối về em tự bấm, làm tự mình bấm việc luôn. Thì sau khi bấm xong thấy cái lưng nó rất là nhẹ, mà cái cổ dài cũng vậy, nó cũng thấy nó không có còn hơi cứng nữa, mà ngủ đêm với sáng là thấy thoải mái bình thường á. Và khi mình ngủ đêm với sáng dậy hai cái lưng nó cũng đau ghê lắm, bây giờ thấy bữa nay thoải mái dễ chịu còn luôn. Bấm tên tên đúng rồi. Và em đau bao lâu rồi? Em đau thì cũng được hơn 5 năm rồi. Thì cái lúc đầu á thì nó cũng hơi nhẹ nhẹ thôi, cứ dần dần bắt đầu cái cảm giác đau nhất là khi mà cái đợt mà em chơi cầu lông á, chơi xong á khi mình cho mình vận động nhiều quá, mình cũng nghĩ là tưởng là bị cho vận động nhiều. Mà thì là đứng nhẹ, cái lúc mà kéo cửa sắt lại á, vừa kéo tự nhiên con đau nó làm cho mình coi như là mất hết cái lực cơ, mình té sợi xuống luôn đó. Thì lúc đó là em mới phát hiện ra là mình bị đau đó. Xong giờ sau một thời gian là em cứ nói chung là em chơi thể thao thì chơi nhẹ lại, không có hoạt động mạnh nữa. Thì mình cũng có một cái cơ may là mình ở Nha Trang cũng gần biển, thành ra sáng thì cũng may tập bơi. Nó đi bơi thì nó thấy nó cũng nhẹ hơn. Rồi qua thời gian tìm hiểu là trên mạng này em thấy cũng lớp học kỹ lương tâm mà rất là hay, mà em mới tham dự khóa học ngày mai thì nó bớt được cái triệu chứng này rất là nhiều, mà mình có em tự chữa bệnh cho mình, mình về mình giúp cho gia đình luôn. Mới học được mấy ngày anh nhỉ? Dạ. Mới học được mấy buổi em? Là học được dược sĩ. Em là sao? Dược sĩ hả? Em mới học được cả 3 buổi rồi. Dược sĩ á? Em cũng có cái là em là dược sĩ nhà thuốc á. Là em cơ hội để giúp cho bệnh nhân của mình là bớt được cái bệnh đau nhiều của cứu người. Dược sĩ có thể là bệnh cửa của cô ấy nè. Dân nhà thuốc đấy. Dân nhà thuốc à? Dân thuốc mà phải sử dụng có tay đúng không? Có cái phụ khoa mà chữa không mắt. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635.
chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.